cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Sau đây là phần điểm tin Việt Nam. Xe container trôi vào quán ăn, thực khách buông đũa bỏ chạy. Chiếc container đang lên dốc thì bất ngờ tự trôi chạy thụt lui rồi phần phía sau tông vào quán lẩu bò, làm gần 100 thực khách một phen thót tìm. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều ngày 12 tháng 4 trên quốc lộ 1K, đoạn qua phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Sài Gòn. Khi đó thì xe container rời kho hàng nằm trong hẻm 218 quốc lộ 1K. Khi đang ôm cua trên dốc để ra quốc lộ 1K thì bất ngờ phương tiện này tự trôi, chạy thụt lui vào quán lẩu bò số 218 nằm trên quốc lộ, làm gần 100 hành khách một phen thót tim. Tại hiện trường thì chiếc container nằm chắn ngang quốc lộ 1K. Phần máy bê tông phía trước quán lẩu bò bị tông đổ và mấp méo biến dạng. Rất may không gây thương vong về người. Gia đình tôi đang ngồi đợi nhân viên mang thức ăn ra thì nghe một tiếng rầm. Tôi quay ra thấy thùng container đang lao vào quán nên nhanh chân chạy đi chỗ khác. Một nhân chứng đã kể lại như vậy, kính thưa quý vị. Nhận tin báo thì cảnh sát giao thông Cộng sản quận Thủ Đức huy động gần 10 cán bộ có mặt xử lý tại hiện trường. Do xe container nằm chắn hết đường nên các phương tiện xe tải được hướng dẫn đi ngược chiều theo hướng đi Biên Hòa. Quốc lộ 1K đã ùn tắc nghiêm trọng cả hai hướng. Tới gần 19:30 tối cùng ngày, hiện trường mới được giải tỏa, kính thưa quý vị. Việt Nam thuộc nhóm các nước tham nhũng hàng đầu. Tham nhũng tại Việt Nam đã đe dọa sự phát triển bền vững của kinh tế và xã hội. Việt Nam đứng thứ 133 trên 176 theo bảng xếp hạng tham nhũng toàn cầu của Minh Bạch Quốc tế, nằm trong nhóm các quốc gia có tình trạng tham nhũng nghiêm trọng. Đây là thông tin được công bố tại hội thảo hôm 12 tháng 4, thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh liêm chính do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức với sự phối hợp của Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Quản trị Xã hội, gọi tắt là Sensoagor. Bà Nguyễn Thị Kiều Viễn là của Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Xã hội cho rằng doanh nghiệp tại Việt Nam như mắt xích kéo, ý nói là như con dao hai lưỡi, khi vừa là nạn nhân vừa là tác nhân gây tham nhũng. Bà nói trên 61% doanh nghiệp có hành vi đút lót tiền bạc, hầu hết đều có chuyện lại quả cho đối tác của mình. Ngoài ra, có đến 66% doanh nghiệp dân doanh phải chi trả những khoản phí không chính thức, gần 60% doanh nghiệp FDI, tức là có vốn đầu tư nước ngoài phải chi trả chính thức khi làm thủ tục hải quan. Đây là những hành động xói mòn tinh thần liêm chính trong kinh doanh. Báo cáo này còn cho biết, bên cạnh đó thì 38% người Việt Nam cho rằng lãnh đạo doanh nghiệp trong nước là những người nằm trong top 3 của tham nhũng. Hình ảnh những người đứng đầu doanh nghiệp bị xuống cấp một cách tồi tệ vì tham nhũng. Báo cáo của Sensorgor còn cho thấy tham nhũng tại Việt Nam tạo ra những nguồn tiền bất hợp pháp dưới hình thức trốn thuế, hối lộ và rửa tiền. Tại cuộc hội thảo thì ông Nguyễn Quang Vinh là Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng các doanh nghiệp vừa nhỏ và nhỏ cần học hỏi cũng như ứng dụng phương cách chống hối lộ thì mới mong tham gia được vào thị trường kinh tế toàn cầu, kính thưa quý vị. Tàu hải quân của New Zealand đến thăm Việt Nam. Vào chiều ngày 12 tháng 4, tàu HMNGS TAKH của Hải quân Hoàng gia New Zealand đã cập cảng Tiên Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tại Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam lần này có sự góp mặt của 27 sĩ quan và 150 thủy thủ. Tin cho biết trong thời gian ở Đà Nẵng, nhóm sĩ quan Hải quân New Zealand sẽ tiếp xúc với lãnh đạo Cộng sản thành phố Đà Nẵng, theo như Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Chỉ huy vùng 3 Hải quân Việt Nam. Đồng thời, nhóm thủy thủ cũng có chương trình giao lưu thể thao với chiến sĩ Hải quân Việt Nam, tham gia một số hoạt động cộng đồng và tham quan những khu di tích danh lam thắng cảnh. Bà Wendy Matthews là đại sứ New Zealand tại Việt Nam cho biết, chuyến thăm này là biểu tượng quan hệ quốc phòng bền chặt giữa hai nước, là dịp để chia sẻ các cam kết về hợp tác an ninh và thể hiện mối quan hệ song phương sâu sắc giữa hai quốc gia. Đầu tháng 4 vừa qua, thì Thiếu tướng Peter Kelly là tư lệnh lục quân New Zealand cũng có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Mới hôm 11 tháng 4, tàu chiến Nhật Bản Fuyuzuki đến cảng Cam Ranh bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tại đó, kính thưa quý vị. Dân biểu Fabricius quan ngại về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Các nhà tranh đấu nói rằng dân biểu Đức là Ben Fabricius quan ngại vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Nhà tranh đấu Đỗ Thị Minh Hạnh cho Đài Voa Việt ngữ biết rằng tiến sĩ Ben, dân biểu Đức và thành viên của đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo CSU vừa trao đổi các vấn đề nhân quyền Việt Nam với các nhà hoạt động nhân quyền, bao gồm Đỗ Thị Minh Hạnh, Trương Minh Đức, Đoàn Huy Chương và Phạm Bá Hải hôm 10 tháng 4 tại Tổng lãnh sự quán Đức ở thành phố Sài Gòn. Theo trang web của dân biểu Bern Fabricius, thì thành viên Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Liên bang Đức, ông có chuyến công tác đến Việt Nam từ ngày 10 đến 12 tháng 4 2017.
Theo bà Minh Hạnh, thì dân biểu Fabritius muốn nghe ý kiến của các nhà hoạt động về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Bà nói các nhà hoạt động đã nêu những khó khăn trong việc bị tước đi quyền tự do lập hội, quyền tự do ngôn luận và quyền tự do đi lại, thậm chí phải chịu cả cảnh bị đánh đập bạo lực từ phía an ninh mật vụ. Cuộc gặp trao đổi rất nhiều vấn đề về nhân quyền của những người đấu tranh, như là bị hạn chế về quyền tự do lập hội, quyền tự do đi lại và quyền tự do ngôn luận. Bà Minh Hạnh, đại diện cho phong trào lao động Việt, nói rằng các thành viên phong trào mong sự quan tâm của Quốc hội và chính phủ Đức cho vấn đề những nạn nhân, cũng như những người tranh đấu cho ngư dân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thảm họa Formosa. Chúng tôi cũng trao đổi về những vấn đề mà người dân miền Trung đang phải chịu đựng và những người đấu tranh cho những người dân đang có nguy cơ bị bắt bỏ tù, như Hoàng Đức Bình, thành viên của phong trào lao động Việt, và Bạch Hồng Quyền, là thành viên Con đường Việt Nam. Ngoài ra, theo bà Minh Hạnh, thì ông Fabritius đáp lại rằng ông rất quan tâm đến tình hình nhân quyền Việt Nam và hứa sẽ can thiệp với chính quyền Việt Nam bằng mọi khả năng của một dân biểu Đức. Ông Fabritius cũng nhắc tới một nghị quyết về bảo vệ nhân quyền trên thế giới mà trước đây ông đã đưa ra trước Quốc hội Đức. Nghị quyết này cho thấy họ rất quan tâm giúp đỡ hỗ trợ cho người bảo vệ nhân quyền. Do đó, người đấu tranh trong nước gặp rắc rối nào thì có thể liên hệ trực tiếp với ông hoặc thông qua Đại sứ quán Đức tại Hà Nội. Ông sẽ can thiệp. Ông Fabritius cũng nhắc tới một nghị quyết về bảo vệ người bảo vệ nhân quyền trên thế giới mà trước đây ông đã đưa ra trong Quốc hội Đức. Nghị quyết này cho thấy họ rất quan tâm giúp đỡ hỗ trợ cho người bảo vệ nhân quyền. Dân biểu Ben Fabritius cũng là người ký tên vào thỉnh nguyện thư gửi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 10 năm ngoái, yêu cầu trả tự do cho tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài, người vừa được Tổng thống Đức Frank Walter trao giải nhân quyền 2017 vào ngày 5 tháng 4, kính thưa quý vị. Trở lại vấn đề Đoàn Thị Hương, thì Đoàn Thị Hương đã được bố vào thăm. Ông Đoàn Văn Thạnh là thân phụ của nghi can Đoàn Thị Hương trong vụ sát hại ông Kim Jong Nam, là người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un. Hôm 12 tháng 4 được luật sư và người của đại diện sứ quán Việt Nam thu xếp cho vào gặp con gái trong tù. Tin được ông Bùi Quốc Thành là Phó Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam loan báo chiều 12 tháng 4 ở Hà Nội. Ông Bùi Quốc Thành cho biết thêm, từ cuối tháng 3, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam ở Malai đã phối hợp tìm kiếm và thuê hai luật sư bào chữa cho công dân Đoàn Thị Hương, đó là hai luật sư người Malai. Ông Thanh Thok Thay và ông Naran Singh. Vẫn theo lời ông Bùi Quốc Thành sẽ có 4 luật sư cộng sự cùng hai luật sư chính. Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đã cử 3 luật sư trong nước sang Mã Lai để hỗ trợ công việc bảo vệ pháp lý cho cô Đoàn Thị Hương. Mặt khác thì bản tin AP hôm nay cho hay ông Gu Su Sang là luật sư có nhiệm vụ bào chữa cho nghi phạm người Indonesia là Situ Asia trong cùng vụ với Đoàn Thị Hương, cho rằng chính phủ Mã Lai đang tìm cách can thiệp vào nội vụ để biến thân chủ của ông thành con dê tế thần. Ông Gu Su Sang cho biết trong vụ giết hại ông Kim Jong Nam, dường như đã có âm mưu khiến nghi phạm Situ Asia tin rằng mình đang tham dự một trò đùa vô hại đối với một hành khách bình thường ở phi trường. Vị luật sư này còn nêu thắc mắc về việc người đàn ông Triều Tiên bị nghi ngờ đã mướn nghi phạm Situ Asia nhúng tay vào việc giết ông Kim Jong Nam lại được phép rời khỏi Mã Lai từ tháng 3, ngay sau khi Mã Lai và Bắc Hàn đạt được một thỏa thuận khả dĩ nào đó, kính thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới Hoa Kỳ và Việt Nam. Jenny xin thân ái tạm biệt quý khán giả của đài truyền hình Việt Mỹ. Chúc quý vị có một ngày an lành và hạnh phúc.